May quá của bác ạ. Được được anh ơi. Ôi ơi. Ôi anh ơi. Ôi. Cái ông thì là vừa rồi đi xuống kia để mà gọi thêm người. Đây, về, em chạy em đằng sau rồi. Không cần phải đỡ vào dưới đâu. Về hỗ trợ một chút. Anh ra tận đây đi anh. Đây, anh ra đỡ tận ở đầu đây này. Đấy, tí này như thế nó không bị sợ đứt tay. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm qua ở video trước thì các bác cũng đã theo dõi là cháu Lực cùng với lại anh lấy vật liệu là đi sang tận bên Lào Cai để mà lấy vật liệu về, và đến hôm nay thì đã lấy vật liệu là đến tận nơi rồi cô bác ạ. Cái con đường này thì phải nói là vừa một con ô tô đi qua thôi. Hôm nay thì có thêm cả em Mìn và em ấy sẽ đi cùng cháu Lực nữa. Để ở nhà thì mấy hôm nay là mình không làm gì đúng không? Vâng. Em gửi một lời chào tới các bác ấy. Con chào các ông, các bà, các cô, các chú ạ. Ở đây thì là hôm nay thì là em Mìn đi với cháu Lực, thì cháu Lực sẽ trả lương cho em Mìn là ngày hôm nay cô bác ạ. Nghe ra là có cả em chùa xuống, nhưng mà hôm nay chùa thì đi đâu rồi à Min? Chùa đi Chăn Châu anh ạ. Chùa đi Chăn Châu à? Vâng. Thế là hôm nay là em đi với anh nhá, xong là anh sẽ trả cho nhá. Vâng. Đi. Em thử đi xuống đây xem là chỗ nào cần em đi trước đi, xem là chỗ nào cây nó mắc phải xe, em kéo nó lên. Hai cháu Lực cũng đã thưa cô bác ạ, hai chị người Thí cũng có bảo với cháu Lực rằng là nếu mà thuê thêm người đấy là hai chị người Thí là sẽ trả tiền cho em Mìn này, em Chùa này, cũng như các em mà cháu Lực đang đi chia sẻ cô bác ạ. Các em thì đợt lại vào cái thời điểm này thì là ở nhà là luống trồng rồi, ngô thì cũng bẻ xong rồi, thì cũng không có ở nhà thì cũng không có công việc gì để làm ấy. Đấy, gồm có cả sắt này, cả tôn này là xuống hết. Chuyến này thì là đâu đó là xe là cõng vào hơn tầm hơn 10 tấn rồi các bác ạ. Hơn cả trọng tải của xe. Chỗ này là phải cua đi cua lại thì nó mới lọt khỏi cái này được. Phải nói là tay lái rất là cứng cáp thì mới dám đi những con đường này các bác này. Có những con đường là còn nguy hiểm hơn đấy. Thế nhưng mà đối với lại cái nghề lái xe tải, ví dụ như anh chở vật liệu này thì là anh ấy quá là quen thuộc với cái con đường này rồi. Mị mắc à anh? Dạ. Bánh bên này á? Bánh to à? Bánh 6 này. Vâng. Hôm qua thì đi muộn quá là đến hôm nay là cảm thấy như là bị cúm rồi. Đây, hầu như là bên này là xe là đến tận là dề tả ly bên này luôn. Hộ à? Vâng. Đi đây anh ơi, lên, cứ đi đây anh ơi. Thoải mái anh ơi, cách được tầm 4-5 phân nữa. Bên này thì là kịch đến tường luôn rồi. Rồi, thoải mái anh ơi.
cái kia thì không biết là liệu, không biết là bây giờ là anh phòng thì đã lên chưa, mấy anh em chở vật liệu đấy cô bác, cũng hẹn anh là từ gần nãy rồi. Đấy, Quỳnh đi trước đi, à Mìn đi trước đi. Mìn thì năm nay cũng gần là 20 tuổi rồi đấy, nhưng mà các em thì là ăn uống rất là đạm bạc thiếu chất ấy, cho nên là một cái dáng người rất là nhỏ, nhìn vào khuôn mặt thì rất là xanh xao. Có những chỗ thì là gọi là vừa khít lọt một cái bánh ô tô qua thôi, vừa ô tô qua. Đây thì là trước là bị sạt xuống đấy, cho nên là bây giờ nó mới bị như thế. Cái thời tiết thì hôm nay thì không được nắng như hôm qua rồi, hôm nay thì là âm u một chút. Đấy, một tí để cho mấy anh em chở vật liệu là chở hết xi xuống dưới kia cho cháu lưng đã. Vật liệu là chỉ có đến đây thôi bác, không biết là anh dám qua không. Sơn ơi, đây được chứ? Qua được không? Anh ngắm qua được không? Qua đây là con của nó chặt bên kia. Qua chặt bên kia? Thế thì lấy thêm một cái cuốc nhỉ bây giờ ấy. Này đéo về là sợ nó sạt rồi. Anh cảm thấy qua được không? Nếu mà anh cảm thấy qua được thì... Vâng. Nếu mà nó bị nứt xuống thì em hôi nhá. Anh bảo là thử xem là có qua được không một chút không cô bác ạ. Chỗ này thì rất là nguy hiểm chỗ này ấy. Cho lên trên đi anh. Chỗ này thì thoải mái, bây giờ ai vẫn còn đang đường nhưng mà không biết là bánh sâu có lọt không. Được, được anh ơi, được anh ơi. Ôi à, may quá của bác ạ. Được, được anh ơi. Ôi ơi. Ôi anh ơi, anh ơi. Ôi. May quá của bác ạ. Đây này, ui. Quá. Ôi, rất là sợ bị lún. Ôi, hầu như là con bê tông này là đường bê tông nó bị lún xuống rồi. Sơn ơi. Thoải mái anh. Mí này đi xe em đi. Cái thanh niên này đi đâu ấy? Cháu đi làm. Đi làm ăn trên đâu làm ấy? Ủa chỗ này nguy hiểm quá nhỉ. Trong ngô. Trong ngô à? Mà đường như này thì xe kiểu gì đi đường trên này này. May quá của bác ạ, vừa rồi thì là một tí là nó bị lún xuống rồi. Đấy. Đi. Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã bảo mấy anh em thợ rằng là con đường nó như thế này thì không ai muốn cả, là rất là mong là cũng được anh là hỗ trợ một nửa, thì cháu Đức cũng hỗ trợ là nửa một can xăng chẳng hạn để mà chở được đi xuống đấy. Nhưng mà đến bây giờ thì không cần phải là bóc vật liệu ở đây rồi, và đi tận dưới cái chỗ mà trước hay để ấy, để mà bóc vật liệu. Quỳnh là một tí là công việc là của anh bóc vật liệu nhá. Vâng. Công việc này làm được không? Có anh ạ. Đúng không? Ở nhà
nhà thì cũng làm những việc này nặng này suốt nhà. Đấy, ông thì là lên thì là vừa cầm theo cả cuốc nữa. Ồ, rồi nhưng chỗ này thì đi là hỏng hết đường rồi. Cái này ấy, ông nhỉ? Hôm qua là ông lên sửa đường đây à? Vâng. Thế ông gửi một lời chào tới các bác nào? Ờ, chào các chị, các bác nhá. Các bác, các chị nhá. Mạnh hôm nay đi đâu rồi ông? Đang ở nhà. Mạnh đang ở nhà dưới à? Vâng. Thế hôm nay thì là lấy... Cái bác nó treo là một tí. Thì em ấy phủ với bác đồn nơi cái gì nữa thì nó sẽ sâu. À, một tí là ông có nhờ được người ra hộ đúng không? Có, bây giờ xe đến đây thì gọi đi. Vâng. Cũng cũng biết gọi thím. Thím à? Nhưng mà ông lưu như nào ấy? Nó bảo là... Số là ông lưu nào? Mẹ cô Lan hay cái gì? Mẹ cô Lan à? Mẹ Lan. Mẹ Quyết đây. Có mỗi mẹ Quyết rồi. Qua cho cô út nó Lan nó rồi. Cô đây, chắc là cô đây nhỉ? Vâng, chắc chị. Đây. Đây thì ăn luôn. Quỳnh ơi, quay xe lên trên này Quỳnh ơi. Quay để đây này. Để đây này, tí ô tô lên nó không bị vướng. Đấy còn một số cái thì là sẽ để cho ông là nhờ hàng xóm ra để mà hộ. Thí dụ như kiểu là tôn này, có bác này, tôn sắt này, tôn đây này thì không thể mà lấy không thể lấy xe máy để mà chở đi, cả sắt nữa, cả cái sắt hộp kia. Còn mấy cái sắt to có thể tí mấy em thợ là sẽ dùng vào xe để mà kéo. Ui cái gì mắc phải đây anh? Ui lắm này, có sợ thủng lỗ không đây? Vừa rồi anh đi cái đoạn kia em thấy nguy hiểm quá anh ạ. Đi một phát bánh sau nó lún phát xuống. Đúng không? Có, nó bị lún xuống, cái đường bê tông nó bị lún xuống hết rồi. Chỉ đi một chuyến thôi. Vâng. Mấy cái chuyến bây giờ... Bên không bảo sát đoạn trên tí nó đẹp. Dạ. Không bảo đào bên vào bên trong một tí. Ừ. Hôm qua ông vẫn sửa đường mà sửa từ trên kia xuống. Đúng rồi, cái đường cả đời không có xe đi này, vất vả quá. Chắc là dưới này là xe ô tô, xe này là xe xuống đầu tiên thôi mấy anh nhỉ? Xe đầu tiên đấy. Đấy, quả dâu trên kia nó tôi. Dốc, có rêu kìa. Rồi đây hai bên nó là rừng rồi, thành ra là đi xuống nó trơn lắm. Tôi phải nói là công nhận là anh lái xe đi con đường này vào thì cũng rất là lâu năm rồi mới dám đi thôi các bác ạ. Có những người thì còn có những người là người ta nhìn thấy người ta không dám đi luôn rồi. Ôi. Đá mắc vào cái khe này cũng ấy đấy anh nhỉ. Mắc từ hôm qua rồi với anh đây. Vừa mắc đấy. Vừa mắc á? Mắc từ hôm qua rồi, giờ nó chẳng nổ rồi. À. Lốp này bây giờ mà nó nổ bắt nó bay xác lại đùa đâu. Ủa. Đúng rồi, sức khỏe con người làm nên tất cả. Cầm cho đại ca. Nọ thì bảo mấy anh em thợ rồi rằng là nếu mà đường thì nó không ai muốn như vậy đâu, thành ra là mấy em thợ hỗ trợ một chút, em hỗ trợ mấy em thợ một chút. Nhưng mà nay đến đây rồi thì chúng anh cũng sợ kiểu nó mất thấy cái xuống em vận chuyển xa nó vất vả ấy. À. Liều. Sao lò được cái kia anh Sơn? Pha liều ấy nhỉ? Bị lún xuống ấy, lâu lắm là anh em mình không gặp nhau đấy anh Phong nhỉ. Chào anh Phong nhá. Ừ, anh chào các bác một câu anh. Cháu chào các bạn. Được tháng anh em không gặp nhau chưa nhỉ? Rồi
anh em mình có vẻ dậm chân tại chỗ hay lâu đấy. Gặp nhau thì có gặp nhau rồi các bác ạ, nhưng mà để mà trong cái công việc với nhau ấy thì mấy anh em chưa có nói chuyện với nhau trong công việc. Đến ngày hôm nay thì là mới lấy được vật liệu để tiếp tục là đi vào. Xi này chở trong một ngày hết không anh? Bao nhiêu tấn đấy? Có 6 tấn mà xi này. Lấy vào. 140 bao á? 120 bao. 120 bao. 120 bao. 140 luôn. Bốc luôn, cái này nhẹ lắm à. Đủ luôn cho ông ấy, cho ông xếp gọn vào tản ly kìa. Cho tản ly thôi, chỗ đấy để đi gửi xe em ơi. Đây là 222, anh phòng 2 tấn 1 đi. Nó đấu xước. Nó không xước này. Nó chề nè. Là đang làm phòng bài nọ. Hai người mới được. Ôi anh cẩn thận nhá, tay của anh ấy. Tay ấy, xác em tôn này. Tôi làm tôn cổ cũng được đấy mà. Bên kia em ơi, để vào đường bên kia chứ. Hay để vào tả ly đấy cũng được, ép vào ấy. Để xe máy lo là được. Đây là mới một chuyến thì được 2 tấm anh Phòng nhỉ, thoải mái nhỉ. Để người vác cái này. Người vác thôi, chứ xe thì cái này này một người đi 2 tấm là má. Cái này xe thùng thì mới chở được xuống nhá. Nhà hai chân nhỉ. 3 tấm thôi em ơi. Cắt chúng tay anh à? Anh cẩn thận nhá, chúng tay đấy, tắt tôn này nó sắc lắm ấy. À Quỳnh ơi. Quỳnh, ra đây hộ anh đi. Cái này chỉ một người đỡ đâu, Amin. Kéo xuống đỡ cho người đằng sau đỡ đâu, đừng có lấy bốc kiểu như là bốc pro ra cái tay đấy. Min ra đây. 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 Đây, ui giời ơi. Quê là vụ hè mua người cứ lên này lên. Sắc lắm. Đấy bây giờ Quỳnh đỡ đi Quỳnh. Bây em ở đây đỡ chỗ anh Phòng đi, xong rồi một tí anh ở bên kia gian nữa là đỡ đầu cuối là được rồi. Đằng sau là 3 mét dưới anh nhỉ? Đằng dưới là 4 mét dưới. Gạch chưa vào đâu đúng không? Gạch vào hết rồi dưới này. Vâng. Thế này là còn hơn trọng tải đấy anh Sơn nhỉ? Nếu mà làm mà đúng trọng tải thì phải tầm độ là 1,5 kg. Nhưng mà đi xa quá thế anh Sơn đành cóng hết luôn. Không sao. Xe mà đau muộn đi. Thế thì nó phải đi thế thì mới kia chứ, mới đủ chuyến chứ. Đợt này thì là hai chị Nguyệt Thúy cũng có nói với cháu Lực rằng là thuê em Mìn với lại cả em Quỳnh nữa là xuống để mà phụ giúp ông đấy. Thì cái này thì hai chị sẽ giả tiền. Cái này chỉ có mỗi là em Quỳnh là em Mìn là xuống được thôi. Xe anh có găng tay không anh Sơn? Không. Cái này em ơi, em quay lại hộ ở đằng sau đó phần. Cái nóc này là dài ngang bằng cái xe của anh nhỉ? Đúng y xì ngang bằng cái xe của anh nhỉ? Bằng cái xe anh nghĩ là nó cắt dài hơn hay sao ấy? Dài hơn á? Ờ. Cắt dài hơn mấy nữa để gối vào. Bên nọ mình tính là để gối vào như này để nó không đi chảy nước ấy. Ôi, bây giờ đang còn thiếu cái vít đây không? Này. Nào anh đi huyện thì anh ném cho em tầm 2 túi vít nhá. Vít nhà Hưng Dần. À, nhà Hưng Dần có à? Sợi, lại đi đâu nữa? Không biết mở chưa có xe à? Gì ơi. Mìn chứ. Mìn. Đây Sơn còn phụ giúp để mà bóc luôn các bác ạ. Đỡ mọi người đỡ thôi, tấm này dài. Cái tôn này thì là nó dày thì đi lên trên của nó phải thoải mái các bác ạ. Còn là cái chỗ mà tay của anh lái xe anh đang đi thì là đằng sau 4,5 mét, với cái này 5 thêm 1 mét là phải đấy. Phải hai người cơ, một người đỡ đằng sau, một người đỡ đằng trước ấy. Ôi giời. Bây giờ Mìn ơi, bây giờ anh Sơn kéo xuống thì em cầm một đầu đi ra kia nhá, sau một tí anh kia ra thì là anh kia nhấc ở đầu này đi luôn thì nó mới không sợ đứt tay. Ông thì là vừa rồi đi xuống kia để mà gọi thêm người. Đây, em chạy đằng sau rồi.
không cần phải đỡ vào dưới đâu. Về hỗ trợ một chút. Anh ra tận đây đi anh. Đây, anh ra đỡ tận ở đầu đây này. Đấy, tí này như thế nó không bị sợ đứt tay. Đấy. Đến em đủ không? Đến tấm đấy. Một cái 10 tấm đấy nhỉ? Đúng em nhỉ? Đúng không? Đúng rồi. Một tấm là 1 mét đúng không? Tấm này 1 mét, 1 mét 8, 1 mét 1 đấy em ạ. 1 mét 1 à? 1 mét rồi. Cả gối vào? Không cần biết nhưng 1 tấm cho đây sang đây là 1 mét. Ừ. Thì 10 tấm là 10 mét. Ừ. Chắc được thêm tiền. Hả? Anh em mình chỉ mỗi người cốc nước với nhau là vui vẻ. Ra kia mời anh Longino. Đôi lúc thì là làm với các bác thì anh em phải tếu nhau một chút thì nó mới làm vui vẻ được. Chứ làm hầm hầm thì nó lại buồn quá. Ông lại ông thì vừa mới ra này. Phải nói là hai ông cháu rất là có duyên với lại các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, và đặc biệt là hai chị là người Thúy, để có được một cái ngôi nhà che nắng che mưa như hiện tại thì không phải là một cái số tiền mà bỏ ra ít đâu. Biết là các bác Mạnh Thường Quân thì cũng đi làm vất vả, đổ mồ hôi công sức ra thì mới có được những cái đồng tiền đấy để mà gửi về cho cháu Lực, để mà cháu Lực đi giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo còn khó khăn. Mỗi hoàn cảnh nó là một cái duyên đến với lại Mạnh Thường Quân. Khi nào mà hoàn cảnh nào mà hỗ trợ đủ rồi thì cháu Lực sẽ xin phép là ngừng hỗ trợ để mà tiếp tục đi hỗ trợ thêm là những cái hoàn cảnh khác nữa. Anh em nhá. Cái xì thì là hôm qua là để dưới cho nên là không bị ảnh hưởng tới cái gì cả cô bác ạ. Cái bồn rửa bát này, bồn rửa tay thì là hầu như là cũng có đầy đủ rồi. Còn là bây giờ chỉ có thiếu là một cái bệ xí thôi, cho nên là bể xí thì là lúc nào tôi được lấy sâu. Bây giờ thì là chưa nhà còn nào còn mới đang chuẩn bị khởi xướng thôi các bác ạ. Hôm nay thì chính ra là hôm nay cũng là ngày đẹp đấy nhỉ. Hôm nay nếu mà hôm nay ngày đẹp ấy, hôm nay nhiều nhà khởi công rồi. Hôm nay khởi công hết dỡ nhà hết rồi. Hôm nay thì nếu mà đào được móng ấy thì là cũng này 2 tấm nữa. Vậy cái này là cái móc là 2 tấm, là mỗi tấm là rơi vào là hơn 6 mét của bác ạ. Cẩn thận nhá Quỳnh nhá. À Mìn nhá. Hai người đứa đi. Không phải nó gáy làm đôi đấy. Hình như là sắt này đè xuống hay sao anh? Đó. Cái núm xoay ở đâu nhỉ anh nhỉ? Trong này đúng không? Thế khán này đầy bố chị Vy. Khán này à? Khán này bắn đi mê. Mày nứa á? Đây à khán này à? Khán ra anh Sơn. Khán này à chị Vy ơi. Bắn tiếp mạng view mà. Bắn à khán này à? Bắn tiếp bài mạng chị Vy. Các cô đang lại xe máy đi qua thì phải thông cảm chút rồi. Để ông thì đặt cầm cái bồn rửa bát, cái này là rửa bát rửa rau mọi cái nữa. Quỳnh ơi, hộ chị đi. Quỳnh hộ chị đẩy đấy đi. À Mìn chứ nhỉ, cứ hay gọi tên là nhầm là Quỳnh với lại Mìn. Vì ba anh em tên kiểu giác như rất là khó nhớ các bác ạ. Ê, Quỳnh đi xuống dưới cũng ao kéo Quỳnh ơi. Từ nha, tí đuối cả người anh đi ra ngoài. Chân nhá. Quỳnh ơi kéo từ bên kia đi Quỳnh. Đấy kéo từ bên kia đây.
nảy vào tay nhá, cẩn thận nhá, bỏ tay 1, 2, 3, bỏ tay em tốt xuống, không nảy đau tay. Sắp chót luôn. Kéo một phát mạnh đi, đúng không? Ôi. Rồi, thả sát đi xuống đi. Thả hết cả mấy cây, thả hết xuống đi. Sáu cây lên cho. Sáu cây cho gọn vào góc kia. Sáu cây nhỏ này là không phải có bác, sáu cây nhỏ nữa. Toàn bộ sắt này sẽ để làm cái phần cây để mà bắn tôn vào các bác nhé. Cái gạch thì là hôm qua là xếp là nằm ở tận dưới dưới cái thùng xe này. Dễ, yeah, ok, ăn to kìa. Dễ vui mấy nhé. Bây giờ thì cũng chỉ có là ông lại thêm là một anh nữa, thêm là cả anh Quỳnh nữa. Hộ ông để mà bóc thôi. Một tí nữa thì sẽ có nhiều người hơn các bác ạ. Bây giờ thì người ta đang ăn cơm sáng, thành ra là người ta chưa xuống được. Hàng xóm người ta chưa ra được. Hiện tại giờ thì là ở bên kia thì có là anh Phòng thêm với lại một anh nữa, cả em Quỳnh nữa, thêm là chú Toán nữa là đang bóc xi. Hầu như là những cái này thì tôn mọi cái này của bác này thì là sẽ vận chuyển là bằng sức người thôi chứ không phải là bằng xe nữa. Ông lấy cái này đi trước à ông? Đấy, bồn ở đây thì là một cái bồn rửa tay này, thêm là một cái bồn rửa bát nữa của bác ạ. Thế là một tí nữa là sẽ có bà con ra là hộ ông là để mà vác tôn đúng không? Vâng, xa lắm mà. Từ dưới thôn bên kia lên xuống đây thì cũng khá là xa ông nhỉ? Cái sắt đấy để lại ông ơi, cái sắt đấy để lại để trên cổ xe đi cũng được. Cái sắt đấy để đây cũng được. Ông chỉ cầm cái kia đi là được thôi. Sắt đây đưa đây cháu. Sắt này một tí để cho mấy anh em thợ là mấy anh em mà để trong cổ xe đi luôn không ạ? Đây còn sẽ có một sư thứ của bác thì là cháu Lực cùng với lại là ông và sẽ nhờ hàng xóm ra để mà phụ giúp nữa. Vâng. Đi làm đi đi trong đầu ấy. Đấy, nhưng mà may là thời tiết là còn nắng như này ông này để cho hai ông cháu mình sớm có nhà một chút cho ông với lại Mạnh ấy. Nghe nói là thời gian vừa rồi thì các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi tiền thì các bác cũng rất là sốt ruột rồi. Vì rằng là gửi cho Lực là tiền là cũng khá lâu rồi mà một tháng rồi chưa thấy cho Lực là đi vào làm cái gì cả. Vâng, bây giờ một tí nữa thì sẽ bảo là mấy anh em thợ là phải vận chuyển hết là cái phần xi nó xuống trước ông ạ. Hôm qua ai cùng ông sửa đường ấy? Một mình ông có sửa à? Hôm qua cháu bảo là đi để mà mua dây điện đấy nhưng mà là chưa có. Tức là để ngày mai thì cháu mới lại mua được dây điện vào. Mấy nữa mua dây điện thì nếu như ông nhờ được người là bảo cháu nhá. Đừng độ tầm là 2-3 người là được rồi ông ạ. Vâng. Dây điện là lấy về xong là giao không? Xuống đường này được không? À.
rau không để đâu. Ông cái đấy ông lấy gửi đây nhá. Đấy. Ông thì một tí nữa là lấy sau. Thế nào? À đây cháu cầm đây, bây giờ cháu cầm đi. Anh ấy đâu anh? Anh về nhà lấy cái bao tải. Lấy bao tải à? Em cùng ông lấy đồ đi về đó. Tí lên thì uống nước xong. Đã. Cùng ông lấy đồ đi về đó. Bây giờ cũng chưa khát nước mấy. Bây giờ chưa khát nước mấy. Đi không? Cuốc này có phải cuốc của ông không? À, ông Quang sửa đường đấy á. À. Cái đường này mấy anh em thợ là sửa chưa ông? Sửa hết rồi à? Ồ. Thế là hôm qua là lúc mà cháu Lực bảo mấy anh em thợ đấy cô bác là chuẩn bị sửa đường ấy, chắc là hôm qua là cũng hai anh em thợ là cũng đi vào và sửa đường hết rồi. Đã. 5 giờ á? À. Nhưng mà mấy anh em thợ không có sửa cho nên là xe là không có vào được đâu cô bác ạ. Đường xuống này là hai anh em thợ là khắc sửa ông. Một cái buồn rửa bát này cầm lâu cũng mỏi tay phết đấy ông nhỉ. Buồn rửa bát này thì là buồn bằng inox cho nên là nó cũng khá là nhẹ nhàng thôi. Nhà của ông thì cách đường bê tông thì cũng khá là xa của bác ạ. Vậy bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng ông là đi vận chuyển là hai cái này đi xuống đó cô bác ạ. Tại vì vừa đi thì vừa ghi hình là khá là mỏi tay. Chào các ông các bà. Mạnh vừa rồi là cùng ai lên đây ấy Mạnh? Bà. Cùng bà lên à? Bà trẻ à? À. Mạnh là tối hôm qua là thấy bà trẻ trên xá thì nhân là cùng bà trẻ để về. Thế là hôm qua là Mạnh ngủ với lại bà trẻ à? Ờ. Ồ. Thế tí con đi với chú không? Đi. Đi á. Qua chú bảo là ở lại xong là đi ô tô mà không ở. Thế tí đi ô tô nhá. Trẻ con thì rất là thích ô tô của bác ạ. Thế hôm nay là lấy xi cho ai đấy? Hả? Không biết á. Có phải lấy cho nhà Mạnh không? Phải à? Mạnh cũng biết à? Thế ai bảo ấy Mạnh? À, ông bảo à? À, thế ông bảo là hôm nay là lên lấy xi à? Thế Mạnh có vác được xi không? Không được á? Bé quá chỉ lên đây chơi thôi các bác ạ. À. Tại hiện tại là các xóm ra là giúp ông để mà bóc xi từ trên ô tô ra một chút các bác. Ở đây là vừa bóc là mấy anh em thợ là sẽ vừa chuyển đi xuống dưới luôn. Cái xi thì đợt này thì vào thì cháu Lực lấy là 6 tấn trước đấy cô bác ạ. Lúc nào mà làm hết 6 tấn thì sẽ tiếp tục là lấy thêm vào. Đấy nhưng mà chắc chắn là xi là vẫn chưa có đủ đâu. Hôm nọ là do là không có chở được nữa rồi.
Quỳnh cũng khỏe, mình cũng khỏe đấy nhở, mình à. Mình đã đi làm công việc mà bóc xi này bao giờ chưa? Chưa anh. Chưa à? Lần này là lần đầu tiên à? Mọi lần là em ấy chỉ có làm là những công việc ở trên nhà thôi, tại vì là những công việc mà bóc xi này này có bác này thì thường thường là đi vào đâu thì mấy anh em là gia đình của người ta đã bóc, đã nhờ hàng xóm lên bóc rồi, trừ phi thì thuê thôi. Vậy bây giờ thì mới bắt đầu là đến cái phần gạch. Ba đấy phải để gọn ra, không mấy đứa cho họ làm luôn. Ô mà tập riêng xếp bài chéo cả vào đây mấy. Xì thì bóc xì thì công việc là phải nói là rất là bụi của bác ạ. Những cái bao nào mà nó bị dính mưa một chút ấy, thì sẽ để ra riêng, xong là mai thì sẽ để cho mấy anh em thợ là làm trước. Có lẽ là hôm nay là mấy anh em thợ vận chuyển vật liệu là ngày mai nữa, còn là trong hôm nay thì sẽ để cho mấy anh em thợ là vận chuyển hết cái hết vật liệu này. Đến cái chỗ mà tập kết vật liệu rồi thì sẽ dùng bạt là phủ lên. Không biết anh chàng này đang tương tư với cái gì đây. Mày có thích ô tô không? Thế ô tô nào? Nhìn ra đây, nhìn ra đây. Ô tô nọ chú mua cho đi đâu hết rồi? Hả? Nó to lên đi đâu hết rồi? Biết. Hả? Không biết á? Hay là hỏng rồi? Nhìn ra đây nào? Nhìn ra đây nào? Nhìn ra đây. Thế là hỏng hết rồi à? À. Tầm độ 7-8 ngày nữa là Mạnh bắt đầu là đi vào học lớp 1 rồi cô bác ạ. Nhưng mà lần sau Mạnh phải trả lời vâng dạ nhá. Được chưa? Nhìn ra đây nói, nhìn ra đây. Vâng. Vâng. Rồi. Phải dạ thưa đồng hoàng nhá. Đến hôm nay thì là vật liệu thì mới vào đến tận chỗ này, cô bác cũng khá lâu rồi. Ở đây thì có những cái chỗ thì là mưa lâu quá, cô bác đã bị sạt xuống. Đây, còn đây là sắt để mà làm cái phần móng này. Đợt nhà hai ông cháu này thì cháu Đức sẽ không có dùng sắt để mà làm cột nữa cô bác ạ. Vì rằng là làm nhà cấp 4 cháu Đức cũng tham khảo rồi, và cũng xem rất là nhiều những kênh thử nghiệm người ta làm, người ta cũng không có canh, người ta không có dùng cái móng sắt đâu. Thế tuy nhiên thì là nhà hai ông cháu thì cháu được sẽ dùng cái móng sắt để mà làm. Màu này là màu gì hả Mạnh? Ra đây, màu kia là màu gì? Đâu, đi ra đây. Thế chú hỏi thế, cái màu tô này là màu gì? Màu tô này là màu gì? Màu xanh gì? Màu xanh nước biển. Rồi. Có đẹp không? Có à. Trời bắt đầu là tối vào một chút rồi cô bác ạ. Bây giờ thì rất là sợ mưa bây giờ ấy. Chỉ có phần xi thôi. Cái phần xi là phần quan trọng nhất thôi, còn mấy cái phần như sắt hay là những cái tôn này thì cũng không có sợ mấy. Đây, còn đây là cái sắt mà mấy nữa sẽ để làm cái phần để mấy nữa bắn được tôn này vào các bác ạ. Đây, hôm nay thì hàng xóm là cũng rất là nhiệt tình ra giúp đỡ cho hai ông cháu. Ông thì hiện tại là đi xuống cái nhà để mà chuẩn bị những cái chỗ chuẩn bị thêm. Màu đấy là màu gì hả Mạnh? Màu gì? Hả? Màu gì? Màu trắng à? Cái gạch này thì sẽ là để gạch nhà vệ sinh các bác ạ. Gạch này là gạch chống trơn.
Cho nên nó có còn núm đẹp cho. Một hộp này là rơi vào bao nhiêu cân chú? Một tán hộp đi nè. Được bao nhiêu cân? Gần 40. Gần 40 cân à? Vì nó dính nước thành ra nó hơi nặng một chút. Chú để nó thẳng thẳng qua tí để trên thì nó mới không có bị ấy. Mấy gạch này thì là gạch còn phủ thêm một cái lớp mà trắng trắng trên nữa. Nào Mạnh đi ra để chú để nào. Vâng. Hộp trắng này được 3 hộp rồi. Cái này là hộp đen đúng không? Hộp này hộp đen hay hộp trắng? À. Cái hộp này để bên này đi, nhìn đây. Để bên này. Đây không phải trắng đâu. Cái này là loại khác. Trắng này được 3 hộp rồi. Vâng. Cái này là màu để trong nhà bếp thôi. Màu để bàn thái ấy. À đây, cái màu này để riêng này. Áo tốt này, áo ơi. Màu tốt này không? Cái màu xem mà. Màu xi măng nhá. Được 3 hộp rồi. Loại nào? Áo tốt mà áo ơi, tốt này áo ơi. 4 hộp rồi. Vâng. Cái này cũng nặng lắm ấy chú nhờ. Tầm độ bao nhiêu cân anh? Cái này tầm 30 cân. Tầm 30 cân à? Hôm nay là chỉ có trừ là mìn ra thì là mìn thì mới thuê thôi các bác ạ. Ngoài ra thì các anh là hàng xóm, với các chú là hàng xóm của nhà hai ông cháu ấy. Hàng xóm là ở tận là phía bên này này các bác, chứ không phải là ở bên này đâu. Cái sớm mới chơi kỳ kháo ra à? Ờ, sớm mới chơi kỳ kháo. Áo kỳ kháo tốt này áo này nè. Kỳ kháo áo tốt, liêm tọc này. Đây được 4 hộp rồi. 5 6 hộp rồi, cả hai. Tốt này áo ơi, cái này tốt này. Đấy Quỳnh mình để vào đây. Đấy, để trên này. Để nhẹ nhàng nhá. Cái xem tốt tốt lên tờ áo ơi, cái xem. Chà, đấy tốt xem bình tờ lá xem. Hiện tại thì cũng là bóc là gần hết rồi các bác ạ. Thì đến buổi chiều thì sẽ tiếp tục là vận chuyển vật liệu từ ở đây đi xuống dưới nhà của hai ông cháu các bác. Ở đây thì có những thứ thì sẽ là hai ông cháu là đi nhờ hàng xóm ra để giúp. Còn xi này, xi này sẽ là đấy là của mấy anh em đội thợ là hết rồi. Thì số lượng cũng sẽ không có liên quan đến xi. Và bây giờ thì cũng đã hạ hầu như là đầy đủ rồi. Còn thiếu những cái, bây giờ thiếu một cái bệ xí này, thêm là cái lặt vặt linh tinh nữa thôi. Thì có lẽ là cái video này tôi được cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Và rất là mong trong thời gian tới thì sẽ được sự đồng hành của các bác, cô chú, anh chị là giúp đỡ cho hai ông cháu thêm các bác nhé. Nào Mạnh ơi, chào tạm biệt các ông các bà nào. Chào tạm biệt các ông các bà. Bye bye. Rồi, thế tí Mạnh có đi cùng chú nào? Ừ. Thế đi không, tí lại về nhá. Vâng. Đấy còn gạch cái gạch này các bác nhá. Gạch này thì là phía của em mình đấy, là gạch cho lực là lựa chọn để mà ốp ốp nền. Được mấy chuyến rồi anh Phong? Được một thôi à? Bao giờ mới được chuyến 100 nhỉ?
để cẩn thận nhá Quỳnh nhá, Amin nhá. Rồi để nó bằng vào. Amin gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bà đi. Hôm nay thì đi theo anh là một ngày đấy nhỉ, tí anh trả công nhá. Con xin chào tạm biệt các ông các bà. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.